Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. MX Kim 150/2021 dọn kiển làm mừng người xem với một cái style đẹp không tì vết. MX Kim 150 vốn là mẫu xe cực kỳ đặc biệt khi được nhập khẩu từ Indo về Việt Nam. Tuy nhiên cái con xế nổ hôm nay lại càng trở nên đẹp hơn gấp nhiều khi em ấy xấu cho mình một cái chiếc biển số cực kỳ chất lượng. Một cái dòng biển số khiến giá trị của chiếc MX Kim tăng rất nhiều lần. Cái dàn tay lái của chiếc MX Kim hôm nay đã bị đụng chạm rất nhiều về bề mặt dàn áo. Một phương pháp cắt gọt để nâng cấp cái cụm thắng của Rainbow S7 Costa đi cùng với cụm con Dono tiếp em. Cái chuyện đáng kể cái phần kiểm soát phanh lẫn hiệu năng bóp con khi có thể chúng ta điều chỉnh được cái độ xa gần nhằm có một cái cách hoàn hảo nhất với kích cử tay của bàn tay người chủ. Kết hợp với cụm đề nay được thay đổi hoàn toàn với cụm đề của Domino, nó nhỏ gọn đi cùng với cụm da Domino hay da trên rất là cơ bắp, trong em ấy sắc sảo bóp bắt hơn cái cụm đề nguyên bản của MX Kim. Đặc biệt là cái cụm da mới này khả năng tăng tốc cũng được cải thiện hơn vì cụm da Domino hay da trên có hành trình cực kỳ ngắn. Tiếp đến phần yếm gió đặc biệt, không gian này của dòng MX Kim 110 hay chúng ta thường gọi là X110 thường được sinh ra để cho anh em chúng ta bố trí những cái dòng trợ lực xịn sò như là trợ lực Holding. Đây là một trong những nơi vô cùng tinh tế để gắn trợ lực, không cần hy sinh về áo quá nhiều như các dòng xe khác. Tận dụng mâm bao đao đến từ NK dành cho các phiên bản MX Kim 110, người thượng bản độ hôm nay không chỉ tận dụng cho mình cái kích cỡ vỏ là 70/10 ở trước và 80/10 phía sau, mà việc nâng cấp những cái mẫu để thắng đồ chơi cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vì cái dòng mâm NK ở trước thì có 4 lỗ đĩa chứ không phải 5 lỗ bắt đĩa như mâm Zin, nên việc độ cũng tương thích với những cái dòng đĩa thắng đồ chơi có lòng là 4 lỗ có sẵn thị trường như là Rainbow Oversize. Ngay cái dàn chân trước thì thắng của Rainbow Oversize hiện đang được kết hợp cùng với cái heo của Anchorblip 2bit, phiên bản màu vàng khác đẹp mắt và có lực thắng rất là ổn. Vì động cơ của con xe hôm nay cho nên nó bật hơn rất nhiều với sự hiện diện bộ lốc của FX110. Cạnh đó chúng ta còn thấy màu vàng đồng hết sức điệu đà. Với hết chi tiết chờ đạt thì đây cũng chỉ nên bị đẹp hơn khi lộ bỏ, lấp đầy bằng những chi tiết ốc cốt của inox liên lạc một cách hoàn hảo cùng với những cái chi tiết ốc inox xung quanh con xe. Heo thắng sau của MX Kim tận dụng là cái dòng Anchor 2bit cùng màu với phần heo dàn chân trước. Tiếp đến ta thấy cái sự ấn tượng bởi chi tiết phát nhôm CNC dày cộm, chắc chắn sẽ có hai cái điểm cố định phần cấp sau và cố bánh, đảm bảo heo thắng không bị xe dịch thực hiện những cái vai trò hãm phanh. Cái dàn chân sau của hệ thống treo MX Kim này đã được nâng cấp bởi cấp nhôm CNC Kinrush đi cùng với phục Holding, hai món đồ chơi quyến rũ mà chúng ta thấy nó đẹp trau chuốt với những cái mảnh kép không thể thiếu được để tạo nên một bản đồ hoàn hảo và chỉnh chu. Và đây là cái biển số tiêu chính khi người chủ của chiếc MX Kim chắc chắn sẽ gặp được rất nhiều may mắn khi sở hữu cái con xe này. Chưa hết, cái dãy số 9 còn chia ra thành là hai nửa, có một cái con số 2 nằm ngay chính diện, biểu hiện cho thấy cái sự bền vững lâu dài có ý nghĩa là cực kỳ tốt đối với những người đang xây dựng sự nghiệp. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Raider 1/10 dọn thành xa chia đi cùng những món đồ chơi cực đẹp. Số chứng minh thiết kế thể thao với những đường nét đầy khỏe khoắn ấn tượng. Cái chiếc Raider 10 hôm nay còn được biết đến cái tên gọi là Sachi 10, làm tên tuổi trong lòng anh em chia xe mức độ ở trong nước rất thích. Sau thời gian dài sử dụng, nhiều anh em chia xe còn dọn lại phong cách là khác nhau, chứ đây là ví dụ điển hình nhất. Những gì mà chúng ta thấy chủ xe đã chia sẻ của cái chiếc Raider 10 FB được lên dàn áo theo kiểu là Sachi nhập tiện đồ bời, với điểm nhấn khác biệt là phần xi nhan được kết hợp bên trong cái đèn rất là gọn gàng. Điểm nhấn tiếp ở một kỳ đông đó chính là cái cụm tăng tốc Dono màu vàng, hai dây da nằm trên khả năng cút ngắn hành trình để bay nhanh hơn. Đi kèm đó là hai sợi dây da thái có thể cắt ngắn theo từng dòng xe khác nhau cũng rất là tiện lợi. Sử dụng tay thắng của CIC Folding khả năng chống gãy đi kèm với 6 nấc tăng chỉnh để phù hợp hơn cái tay của người dùng. Mẫu này có những ưu điểm là bán lề rời nên có thể lắp được cho rất nhiều cái dòng xe và những cụm khác nhau. Cái dàn chân thì có sự chất chơi từ người chủ khi đã chia ra khoản tiền là 5 triệu để sổ cái cặp heo của Rainbow CB cho bánh trước bánh sau. Tuy nhiên thiết kế nó cũng lạ, được đặt làm một bộ phát CNC rời dễ dàng hơn trong việc khó lắp, cải thiện cái tính thẩm mỹ. Đi kèm với đó là cái cặp dầu heo bấm đầu theo từng cái dòng xe khác nhau, tránh khỏi tình trạng dư dây quá nhiều làm gãy dây dầu là cũng rất là nguy hiểm.
Tiếp đến ta thấy chiếc xe này nâng cấp một bộ mâm Raceball 10 cây được sản xuất dành cho cái dòng Raider Sachia mà không chế cháo một chi tiết nào hết, đem lại cái hiệu sức tốt, mới lạ hơn, nhẹ hơn mâm sim. Hiện tại dòng mâm này đang được nhập khẩu Việt Nam với mức giá cũng rất là ok. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nha. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đừng chi tiết nhấn like, subscribe.